Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn xe đạp cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao ưng ý phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe, tên xe và thương hiệu là QB, tên xe là QB, mã là Alon, QB là thương hiệu của Đức các bác nhé Chuẩn luôn Thương hiệu 100% chính hãng là của Đức Các bác cứ lên Google các bác có thể tham khảo Tìm hiểu về cái hãng này các bác nhé Hãng Cuba này là nổi tiếng kể cả là trên thế giới mình rất là lâu nhiều bao nhiêu chục năm nay rồi Kể cả là ở châu Âu các bác nhé Cực kỳ chuộng hãng này Đó Chiếc xe riêng cái mã Cube Alon Mà cái bộ group đồ như ở trên chiếc xe này Vành bánh thụt hơi như trên chiếc xe này hiện tại Việt Nam mình không có bán mới đâu các bác ạ à. Đúng mã này và bộ đồ ở trên xe như thế này nhé Là chúng ta mà muốn mua mới Phải lên trang chủ của hãng uh, Order về tính cả phí và thuế vận chuyển về Việt Nam mình Chiếc xe này nó rơi vào 28 triệu 27, 28 triệu các bác ạ à. Cực kỳ là đắt Tại sao chiếc xe nó đắt như vậy Thì em sẽ nói rõ Chi tiết cấu hình đồ phụ tùng của chiếc xe Trên cái video này cho các bác hiểu thêm nhé Tại vì một chiếc xe nó đắt ấy, nó quan trọng nó kèm theo phải là cấu hình đồ gì ở trên xe các bác nhá, cũng như là thương hiệu. Xe được trang bị cặp phanh đĩa dầu nguyên bản theo xe thủy lực cao cấp của Nhật nhá, Shimano SLX các bác nhá, riêng SLX này cao hơn Deore rất nhiều. Tay bấm đề cũng cao cấp của Nhật Shimano SLX. lít 10, đĩa 3 là 30 tốc. Riêng tay lái và pô tăng các bác nhá, riêng tay lái này này tay lái đã được người chủ cũ lâm cấp lên chiếc uh, tay lái của WinSpeed là của Mỹ các bác nhá này WinSpeed đây này nó có cái biểu tượng của nó là Ws đằng trước đây đó cực kỳ là chất lượng riêng cái tay lái này bằng nhôm các bác nhá bằng nhôm chịu lực rất tốt đó đây tay bấm uh, bên trái đây và phanh bên trái đây tiếp đến là xe được trang bị nguyên bản theo xe Chiếc tụt hơi cực kỳ là cao cấp và chất lượng là của hãng SR Sâu Tua Epicon Đó, các bác dân chơi dân am hiểu xe đạp ở Việt Nam mình ấy Không lạ gì cái hãng của chiếc tụt này Riêng cái hãng là SR Sâu Epicon này nó chuyên sản xuất thụt để dành cho xe đạp thụt cao cấp ấy Thì các bác biết này, những cái ti thụt của bọn SR Sâu Tua Epicon này, này, Nó bao giờ nó cũng vàng ngà, óng, óng mà rất mượt mà bóng nha các bác nhá nó đi trong quá trình các bác đi đường nhún nó cực kỳ là êm bởi vì là thụt hơi mà bên này là cái van air đấy ạ cái van này là cái van để che chúng ta đi ở trên đường là tránh bụi mấy nước nó vào trong cái van bơm hơi bên trong này bên trong này bơm hơi xí hơi nhá giờ trên tay lái là nó có khóa rô motor thông minh bấm hành trình các bác đi vào những cung đường đẹp ấy là quán tính chúng ta đạp về phía trước là chiếc xe này nó sẽ lao về phía trước tránh trường hợp cái tụt nó nhún nó mất lực mất tốc độ uh, mất cái độ độ vượt của xe thì các bác ấn cái nút khóa này lại đó thì chiếc thủ thể sẽ cứng cứng lại nhé không nhún thì chúng ta đạp cực kỳ đạp vào đường đẹp ấy cực cực kỳ tăng tốc rất nhanh và rất chớn xe các bác nhé còn các bác đi vào những cung đường xấu ấy nó có nhiều ổ gà đá sỏi thì tránh trường hợp nó sóc mà nó sóc nó cứng nó cứng tay nó ê người ê mông đó thì các bác mở cái cái nút bên này ra này đó đó thì cái thụt này nó nhún rất là êm ái Đó, riêng cái thụt này các bác nhá Mua lẻ ở Việt Nam mình ấy, nếu có bán mới Phải có khóa như này, ít cũng phải là từ 5 đến 6 triệu trở lên cơ Đó, tiếp đến nữa là cũng rất là quan trọng trên xe Là được trang bị Mayer cũng s SLX của Nhật các bác nhá Mayer SLX luôn Đó, bạc đạn các bác nhá Đây, đến những cái đĩa uh, đĩa phanh này Cũng Simalo nó dập thẳng trên cái đĩa này các bác này Em quay có phải là rõ ràng cho các bác nhìn này à. Đấy là dập thẳng vào đĩa Kể cả trong cái lòng mayer nó cũng dập simalo luôn Các bác nhìn nhá Đó Và đặc biệt nữa là xe được trang bị cặp vành Mavic thương hiệu của Pháp Đó Make in Taiwan Đây các bác nhá Đây ngón tem móng tem chỉ đây này Made in Taiwan đây ạ Nó in ở trên vành Đây là cái tem thôi Đây là cái vỏ ly lông thôi Các bác nhá Các bác em cứ để nguyên này Các bác không thích các bác bóc giặc vẫn được Không sao cả Đó Cặp lốp là Michelin Com chi Đó có chi này cực kỳ chất lượng, Michelin này thương hiệu của Thái này, Thái Lan đấy vành thì tất nhiên rồi, Mavic này thì rất là cao cấp nó có khuy khóa chân chống xé vành đó, 100% khung là khung nhôm, cao cấp siêu nhẹ, đó, 7005 riêng nhôm của QB này là 7005, cực kỳ nhẹ các bác nhá, đó, đây gạt đây cũng Shimano SLX của Nhật này đó, các bác ạ, Japan hết nhá đó, đùi đĩa tiếp đến là đùi đĩa cũng Shimano SLX của Nhật luôn Trục bạc đạn này Bạc đạn này Các bác nhìn này Bộ này bộ Japan nhá SLX này FC670 Japan Nó đều in ở trên đùi đĩa đẹp Đó ngón tay em chỉ các bác nhá Bàn đạp thì bàn đạp nhôm nó Đây càng sau đây Lốp sau cũng vậy này Michelin Comchi Cực kỳ chất lượng riêng cặp lốp này các bác nhá Đi có mà nhiều năm cũng không phải suy nghĩ Vành sau cũng vậy nhá Vành sau cũng vành trước như nhau luôn các bác nhá Cũng Mavic thương hiệu của Pháp 39 Đây make in Taiwan. Đó, vành lăn hoa khuy của khóa chân, chống xé vành đầy nó zin từ cái uh, khóa bật ti bật ở cái bánh đây, cũng Simalo nó dập thẳng vào đây cả khóa trước khóa sau các bác nhé. Đấy. May hơn sau cũng vậy này, cũng Simalo luôn. Simalo SLX. Đó các bác nhá. Cực kỳ chất lượng, bạc đạn, đây củ phanh dầu Simalo SLX nó in thẳng lên củ phanh đẹp đấy, đấy. Bên này là được trang bị xe là được trang bị củ đề cũng Simalo lx Japan của Nhật Của Nhật các bác nhá Đây ạ à, Đến cái khuy bắt củ đề Cũng cu bê luôn này Nó dập chìm vào bên trong Và mình nhôm này ạ Lip là 10 đấy Các bác nhìn này Lip còn rất là mới Các bác nhìn là biết chữ em quay thực tế đây Các bác nhá Lip chuẩn luôn Các bác này Đây là Lip SLX Chuẩn luôn đó. Các bác có thể lên mạng uh, Search cho em Lip SLX Đây ạ à, Từ tầng 1 Đến tầng uh, 7 Đây này là tất cả nó màu ngà này còn tầng 3 tầng trên này của nó là màu sáng hơn đây là lip xịn các bác nhá các bác có thể tìm hiểu đó các bác tìm hiểu trước đi ạ em không nói sai một chút nào đây ạ đến trong cái khe lip này đây các bác nhìn này đó japan nó dập chìm vào trong này đây các bác nhá đấy em quay nó rõ cho các bác nhìn luôn bên này là đùi đĩa cũng vậy này simalo slx của nhật này zin từ đĩa luôn các bác nhé tem vẫn còn nguyên đây trục rỗng bạc đạn ngón tem cho vào đây ạ đây, gạt cũng ép ích nó dập chìm vào trong này đây các bác này. Đó. Đây. Em quay tổng thành cho các bác biết này. Chiếc xe này theo như em là mắt thợ đánh giá các bác nhé. Còn mới tầm khoảng độ 90%. Tổng thành ấy, còn mới 90%. Còn xe đã qua sử dụng thì chiếc này không tránh được cái vấn đề về xước sát nhỏ các bác nhé. Ví dụ như đây em sẽ nói qua này. Xước chút chút ở trên này này. Nó như cái đầu quay tăm mình này. Và chỗ này này. Chỗ này là xước nhiều nhất là chỗ này các bác biết tại sao không? đây là người chủ trước người ta bắt chân trống bắt chân trống thôi người ta không lót cái miếng đệm vào bên trong nó mới bị, bị này chứ chỗ này thì em bán cho các bác thì em sẽ tặng cho bác các chân, chân, cái chân trống ấy lắp vào đây cái là hết luôn này đó còn đây cũng vậy là chỗ này là hơi sướt một chút này nói chung là những cái sướt sơn hơi nhỏ nhỏ này không không ảnh hưởng gì các bác nhé em thì có sao em nói vậy em cứ quay nó rõ rõ đây là chỗ thụt này cũng hơi sướt sướt này sướt nhỏ thôi nó không ảnh hưởng các bác ạ à, các bác nào am hiểu về xe thì những cái này nó không quan trọng đâu nhưng em sợ có những bát không am hiểu thì em phải quay nó rõ các bác ạ Quan trọng là đồ của xe nó là như thế nào Đấy, bây giờ nhá Em sẽ nói rõ giá luôn Em thanh lý công khai trên video này Em bán chiếc xe này Với giá là 13 triệu 500 nghìn 13 triệu 500 nghìn các bác nhá Đó, đây em cực kỳ là rẻ luôn Tại sao các bác, em bảo các bác rẻ nhá Riêng trên xe là được trang bị Full bộ group Shimano SLX Full là sao? Full là có phải là phanh này à, Tay bấm này Gạt đĩa này, bùi đĩa này, củ đề này, uh, xích, uh, lip này Đó, tất cả phải đồng bộ hết toàn bộ Đó mới là full Riêng bộ Group SLX này Các bác có muốn mua mới bây giờ chắc chắn không còn đâu Riêng cái mã này Còn nếu các bác mua mới với cái giá nhá Nếu có mới ấy Phải hàng chục triệu một bộ Group này Riêng Deore nó đã gần chục rồi Thì cái bộ này phải hàng chục triệu hơn chục triệu các bác nhá Cái tụt lại 45 triệu nữa Đấy, em chỉ tính riêng là Em bán cái xe có 13 triệu 500 nghìn Không bằng bộ group Và cái thụt trên chiếc xe này Em chưa tính khung Tính vành ma các thứ Tất cả mọi thứ em chưa tính các bác nhé Lên em bán cái giá công khai luôn là 13 triệu 500 nghìn Em bao ship toàn quốc Thật sự Đó cho các bác biết Xe là size 16 Tương đương nó là xe S các bác nhé Bánh 26 inch Chiếc xe này phù hợp cho người cao Từ 1m58 Đến 1m70 đổ lại 1 mét 58 trở lên 1 mét 70 đổ lại là đi là đẹp nhất các bác nhá Đấy em quay tổng thành cho các bác nhìn này Vâng Em xin phép kết thúc video ở đây Em cảm ơn các anh các chị đã xem video Ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo động lực cho em Để em nhập những chiếc xe thật là đẹp Thật là chất lượng Để về phục, phục vụ toàn thể các anh các chị à, Cũng như là phục vụ Đủ mọi yếu tố Kinh tế của từng người Có người có số tiền vừa phải để mua những cái xe vừa phải và có những người có số tiền nó cao hơn thì chúng ta mua những chiếc nó chất lượng hơn các bác nhé em xin phép kết thúc em chào mọi người ạ